Dạ, gốm sứ Lâm Sơn xin chào anh chị mình ha. Em lại tiếp tục lên cái mẫu chậu đôn ha. Màu đẹp quá anh chị mình đây. Anh chị mình xem hết clip ha. Thì anh chị mình có quan tâm những cái mẫu chậu đôn gì để cứ đăng ký kênh em đi, rồi em sẽ lên mỗi ngày một đề tài, một video, một chậu một đôn cho anh chị mình tham khảo ha, giao lưu ha. Số điện thoại Zalo của em nằm ở góc trái màn hình nha anh chị. Quay chi tiết anh chị mình xem hai cái màu đẹp quá trời luôn, màu xanh đồng chỗ anh chị mình đây, màu nhìn ngoài ác lắm, đẹp lắm, tùng cò đây. Quay chi tiết này anh chị mình xem cái màu men nữa ha. Đó, vậy thôi chứ ở ngoài nó nhìn nó ác lắm, nhìn đẹp lắm anh chị mình đây. Màu này nhìn lâu ngày nó cũ, nhìn chậu nó cổ lắm. Rồi, cảm ơn anh chị mình đã xem hết video của em ha. Cảm ơn.